Bây giờ thì nhớ ngũ long du ký đi đến thăm cô Thanh Thế nha, tại vì liên con của cô Thanh Thế nó là cô bệnh đó, người ta tới thăm cô sức khỏe cô như thế nào. Rồi khoảng 3-4 người đang dòng ra đón thì nha. Thôi đợi đi để liên ra đón nha. Rồi nắng quá, hai con người kia núp nắng ở trên xe không dám bước xuống luôn, dễ sợ chưa. Mọi người thì đứng xuống đây để quay. Dạ rồi, và dung như là có người chở vô trong, hai người kia ngồi núp nắng trên xe, bà Mười tự quay, bà Mười đứng đây đợi lấy xe ra vận chuyển vô. Cái nhà nắng quá đi bộ vô hết nổi rồi. Em chạy con vô với ông vô. Dựng vô phải không? Ôi, trong hẻm nhà con hả? Con có mấy cho anh mượn hay luôn không? Trời ơi, tôi đi lộn quá ơi. Không có bé này tôi đi lộn rồi. Tôi đâu đâu rồi kìa. Nãy mình đi đường nào con? Tôi chờ một buổi. Nãy tôi đi lộn. Tao cái lớn, con không đi. Rồi xuống xe đi, người ta đón vô nè. Rồi em gái này chở vô luôn phải không? Ừ. Okay. Tại vì con đi nó bị đau chân á. Nó bị... Đi đi con đi trước đi. Đợi nó ra chờ chuyện Long. Ở chuyện Long dắt xe chạy đường nào? Đường lớn vô mà cũng vô tới khúc đó hả? À. Đúng rồi, nhưng mà đúng rồi cũng được khúc. Đường khúc đâu đậu được đó đâu con, đâu có lùi được. Lùi được không? Quay xe được không? Dạ được, dạ được. Đi. Tại vì cái đèn vàng là cho nóng. Đi cảng thông vô. Đèn vàng là cho nóng. Ừ, đi vô trong hả? Vô trước thì không đi làm sao? Ừ. Sao đứng đây nói đi vô. Hả? Đứng đây nói nhảy vô. Hôm nay nhóm đi thăm lại cô Thanh Thế, bởi vì Liên con cô Thanh Thế nó là cô bị bệnh nằm ở bệnh viện 2 tháng mà tưởng là cô không có qua khỏi, nhưng mà bây giờ thì cô đã qua khỏi mà trở về. Chừng thì giờ cô ốm đi rất nhiều hả hả Liên ha. Dạ. Mà bây giờ không có lên nhà trên được. Bây giờ mẹ không lên nhà trên được, nằm một chỗ để Liên nó lo lắng chăm sóc mẹ, mà nói ăn mỗi ngày ăn chút một chút ba. Thì bây giờ nhóm vô coi lại như thế nào nha. Đi. Rồi bà này bà bị què. Chân cẳng vậy mà đi ra ngoài chi tính ở tao, nhà đi. Liên nãy tao sợ không biết tao lộn đường. Đúng rồi. Đúng rồi. Tao lẹo qua đường lớn. Ấp thứ 1 mà đi đường lớn là nó ngon hơn mày. Em tháo tâm ra. Tại vì bị cái chân em bị sao? Em bị té ngã xe đè. À. Lâu chưa? Dạ. Trời, nhà nuôi mèo dữ vậy hả? Rồi. Má hả? Rồi, thôi đừng khóc, đừng khóc. Rồi. Dũng. Bây giờ con mới gặp má. Má ơi. Rồi rồi rồi. Thôi đừng có khóc nữa nghe cô. Má ơi. Rồi má đi chợ rồi, má đi chợ rồi. Má đi chợ rồi. Người khán giả mà mới một đến thăm cô. Trời ơi thương quá, thương quá. Cô. Cô đừng rồi, khóc rồi. Nữa, cô cười lấy nha. Ghế đi. Cô cười nha cô. Cô cười nha. Dạ, coi. Cô cười đi. Biết không? Ngày nào cũng kêu má hết trơn. Mà má, em nói má đi chợ rồi, chưa có về. Má đi chợ chưa về, lát má về cô ngồi nói chuyện với con cho vui nghe. Đừng có khóc nghe. Tụi con là nghệ sĩ nè, tới thăm cô mấy lần rồi. Má của má đó là nhờ mấy cô này nè lại thăm má. Dạ. Còn má tôi đang ở ngoài quá. Chợ rồi. Vậy tôi nghe quá, tôi nghe mấy cô quá. Ngày nào cũng kêu má hết trơn. Dạ. Thì thường mấy cô ngồi đây, ngồi đây nè. Con lấy ghế, con lấy ghế con. Ồ nè, con lấy ghế. Má cô nhờ con mua giùm cho cô hộp yến để cô ăn nè. Nghe không khóc nha cô. Trời niệm, cảm ơn má quá. Cảm ơn. Cảm ơn má nhiều. Con. Ngồi đi, cô ngồi đi. Để lấy ghế. Lẫn là trước tối. Con ngồi đi, ngồi đi. Vậy lẫn mới kêu má đó. Lấy ghế vô con. Cái này anh uống được không? Cũng được, nhưng mà buồn lắm. Sao buồn? Không biết làm sao nữa. Trời ơi. Mà tự nhiên nhớ con, nhớ chồng, nhớ vô tùm lum. À. Rồi, đi con. Rồi cái buồn tùm lum tà la chứ. Tự nhiên. Tại vì mà điện mà nó bệnh, có cái tới cái bệnh xanh buồn. Mẹ đi đón chứ mẹ có biết. Bệnh xanh buồn. Cô thấy chân mẹ vậy cho nên cô. Ăn gì, cô ăn gì chưa? Cô không có ăn gì trơn. Thôi mình đừng xanh buồn, mình xanh nhịn nữa nè. Ừ. Không muốn ăn cái gì. Không muốn ăn. Sao xanh buồn, xanh nhịn rồi rất đã xanh bệnh đó. Dũng lên cho cô cười rồi. Cười với cái cô này phải không? Hả? À đúng rồi, cười với cô này. Rồi, cô này có cười không?
con cô này, cô này nãy giờ chưa có cười à. Mới có cười phân nửa à. Trời ơi, con cô này con này cười, cô này cũng cười mà cười mím mím. Trời ơi, cười tới con, tới con. Rồi bên đây, bên này. Cười bên ra. Cười lớn tiếng lên nào. Bên đây cười lớn tiếng lên. Con này, hàng cầm máy. Trong này đâu? Hàng cầm máy quay nè. Cầm máy nó quay. Con nè. Vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, vậy mới biết chồng máy đó nha. Xin lỗi. Trời ơi, xin lỗi, xin thương. Thương nghiệp quá à. Dạ. Thấy thương quá. Mấy bữa nay có đi hát không cô? Mấy bữa nay nghỉ. Mấy bữa nghỉ nhà thanh buồn hả? Nhà thêm buồn. Dạ. Bữa nào khỏe đi hát đúng không? Dạ, bữa nào khỏe đi hát. Còn nhớ không? Nhớ câu nào ca chơi? Nhớ không? Đi ngồi đi. Nhớ mà nhớ hồi đó chứ giờ thôi, thì cũng, giờ cũng nhớ. Không, dạ. Đây ngồi đó miệng trong tại bà không có nhớ rõ lắm. Thôi sợ. Dạ thôi được rồi, được rồi. Hồi đó dạ. Mình hay quên lắm. Bây giờ thì đỡ hơn người cô ha. Giờ chị, đỡ hơn. Chỉ có xanh buồn thôi. Chỉ có buồn đúng, buồn dạ. Đúng. Ai làm gì là má buồn. Che che chị phụ, ngồi là che chị phụ. Được rồi, được rồi. Để con ngồi thấp mà. Con mới che ngồi đi. Thôi nói ngồi thấp mới quen rồi. Sáng nào cũng vậy á, má ơi má đâu rồi. Đau bụng quá. Tự nhiên vô gặp tôi cái là má đâu rồi, cái khóc vậy đó. Tự nhiên khóc, tự nhiên vậy. Năm nay cô nhiêu tuổi? Năm nay như mới năm mấy à? Năm mấy quá. Chắc năm mấy quá. Không, 18. Còn đẹp, 18, còn trẻ còn đẹp mà còn đi hát được mà. 18 phải không? Con đẹp nữa hả? Đẹp, đẹp rồi. Đẹp mừng quá. Trời ơi, con mắc cỡ đó kìa. Nghe nó đẹp. Trời ơi. Nghe nó đẹp thì mừng. 18, trời ơi, cái tay còn dịu nhiễu, cái mặt còn tươi tắn xinh đẹp. Cái mặt con đẹp hả? Đẹp. Ôi, vậy là mừng lắm rồi. Tối ngủ có đánh kem không? Có khi đánh, có khi không. À. Tối ngủ đánh kem kiểm tra cho má. Liên, lúc này em đi hát mà cái chân em đau vậy sao đi hát được Liên? Em mặc cũng em mặc cũng em đi cả nhắc lên sân khấu rồi sao? Hát năm bà cũng dễ lắm, bà ngũ hành á. Rồi bữa là mẹ bệnh gì vậy? Là mẹ bỏ ăn. Thấy chưa? Mẹ không chịu ăn cả tháng nay không ăn cơm. Không ăn bệnh á. Ngày ăn cơm được không? Chậu, được. Mỗi lần ăn là khóc. Uống sữa thì không dám chỗ nhiều, uống cái bắt đầu đi à. Cứ ngồi đi, ngồi chơi, ngồi chơi. Ngồi chơi. Biết ai không mà cưng ngồi chơi? Không biết nữa. Không biết nhưng mà không biết. Nhưng mà lạ thành quen. À lạ thành quen, lạ thành quen. Cháu mình trước lạ sau cháu ngoại đó, cháu ngoại đó. Chú ngoại đó hả? Chú ngoại đó. Trời ơi, vậy mà cưng biết cho. Nó đẹp gái. Mấy cưng đã sẵn lắc ngọt. Nhìn nó đẹp bé làm MC á chị. Ờ, có nghe đó. Thấy đủ hết mọi người không Dũng gái. Nhìn nó đẹp ghê á. Ừ. Ôi, nhìn nó đẹp lắm đó. Nhờ mình chị ta. Vô là biết chật hình. Dễ thương. Vô phóng sau lưng thì Dũng. Chụp hình dễ thương. Vài bữa là tháo tấm hiền ra là tại lúc đó mẹ còn leo trèo. Bây giờ mẹ hết leo làm gì? Leo làm gì? Leo. Bẻ vậy ta. Bữa đêm leo không. Bữa đêm leo không luôn. Bữa mình ra lại hết hồn. Mình hồi nhỏ lấy chừng mồm nó leo không đó. Cho nên leo. Leo đi ra trước rồi. Mà làm sao mà leo? Chân đẳng vậy sao leo? Ây, lòn vô đây nè nha. Cái kẻ này lúc trước không có cây này. Cái lòn qua cái ngang cái nhặt này nè. Thọt một chân ra ngoài. Ra ngoài. Chập không kịp là lọt đầu xuống đất. Leo đi ra ngoài đường. À, đúng rồi. Là mấy cái khung này là coi như là nó có lý do. Rào lại đó. Nửa chứ không phải là nhà còn thôi lại cứ mở. Mở điện. Mà lại ổ điện. Mà lết đó nha, mà mở. May là bây giờ không đi rồi thành ra là vài bữa tháo. Tháo cho thoáng. Mấy cái dây này là gì? Xanh buồn quá cái giờ cái dây. Cái dây thì còn con mèo trong cái ghế. Trong cái ghế mà. Trời ơi, sao leo kỳ vậy? Ôi ôi. Leo đi đâu hả cô? Tại nhiều khi buồn á. Ừ, tại vì bệnh xanh buồn muốn leo ra ngoài chơi. Cô ốm, con bị cô không ăn là không được nha cô. Ráng ăn đi là tụi con tới thăm cô hoài hoài. Má cô nói là tụi con phải tới thăm cô. Mà cô không ăn thì tụi con rất buồn. Tới thăm hoài phải không? Tới thăm hoài hứa nha. Đúng. Ăn nha. Hứa nha, hứa nhớ nha. Mà phải ăn nha, cô phải ăn nha. Ừ. Nhưng mà con phải nhớ. Nhớ còn nhớ. Nè, bây giờ ăn không được, uống yến cho nó khỏe. Ờ, có yến người tặng má, má đi chợ mua yến về. Vậy hả? Cô phải nghe lời má nghe. Vậy là cảm ơn má nha. Đúng rồi, cảm ơn má đó. Cảm ơn má, cảm ơn ba, cảm ơn hết gia đình. Cô năm nay bao nhiêu? Cô hả? 80 ạ. 80. Không, không có 80 đâu. Ơ, 50, 50. 50 tôi còn đẻ cũng chết rồi. Mới 50 rồi. Còn trẻ má. Con ta trẻ. Mà. Con trẻ mà, con trẻ măng à. Gì? Vậy là năm nay con 60, cô 50 vậy cô phải kêu con bằng chị.
Ủa vậy hả? Dạ em lớn hơn chị. Ơ chị lớn hơn em. Ủa vậy hả? À, tôi đâu có ngờ đâu nè. Vậy hả? Không có ngờ đâu nè. Không ngờ đâu nè. Nhưng mà bữa nay á, ngồi cũng khỏe. Bữa nay là ngồi được, mấy bữa là còn... Mấy bữa ngồi không có được. Tôi ăn cơm đúng quen. Khóc. Khóc rồi dãy dụ. Dãy dụ rồi đánh mình nữa chứ. Hai cái chân là không yếu thôi chứ còn hai tay mạnh lắm, vẫn còn đánh. Vậy hả? Mà cô đi cũng được. Thái tầm nhớ tù, nhớ mấy cái tù mình hát. Cô nhớ tuần hát của cô lắm. Tuần nào cô cũng nhớ. Cái tay múa thử cho cô. Vẫn đẹp phải không? Vẫn đẹp như thường. Đó. Nè cầm cái quạt múa coi. Vẫn đẹp như thường. Trời ơi, đó. Người ta đầu ấy thì phải đầu thương. Đầu đó. Đưa quạt đi, đưa quạt đi. Đưa quạt này, cầm quạt coi, cầm quạt múa coi. Cầm cái đầu thương cái coi. Tay làm gọn lắm. Cô đầu giỏ hả? Ừ. Đầu giỏ. Chàng ta linh tinh, chàng tinh tinh, chàng. Đó. Ghê chưa? Mày thấy mày quạt gì thêm vỗ mà thấy tao quạt hay không? Thấy chưa? Trời ơi, quá. Quạt của má đó. Trời nãy khen đẹp quá trời ơi. Cái tay đúng rồi. Đẹp đó này là cái tay lại coi kem coi cái tay là giao kinh tế đi hát này đỡ không? Dạ cũng lai rai. Dạ nhỏ này làm phụ chứ mấy bữa em bệnh là em đâu có đi được. Rồi bữa sáng nay mới đi. Chắc lẽ bữa nay bà đi hát Bình Đại đó, bà nghe nhóm tới bà bỏ xô. Bình Đại Bến Tre. Bà dưới mưa ngày từ hôm qua tới nay. Mưa. Vậy là chị Thi tối nay mưa đó. Thôi về ở nhà. Mưa mà đi xa quá. Rồi cô cho mẹ uống thuốc gì không? Dạ có. Ừ. Mẹ nhờ cái chai này nè nha. Đâu chai mà gì? Mà em mới vừa điện em xin anh Sơn. Sơn Hoàng Sơn mà nó hả? Sơn nào cũng biết Hoàng Sơn ở bên Bình Bạch á. Hoàng Sơn. Hoàng Sơn á. Hoàng Sơn không? Hoàng Sơn không? Ủa Hoàng Sơn mẹ em thử chắc đây nha. Hoàng Sơn. Lẹ cái ghê lắm kìa. Uống cái này không nè. Vậy hả? Giờ còn nhiêu đây nè. Cái bữa em mới xin anh nói để anh đưa. Nhà nào cũng uống đó. Nhờ cái này nè. Ừ. Cái gì em cũng chẳng biết nhưng mà từ hôm mà anh đưa cái đó là gì bữa nhà giống vậy? Như xăm vậy đó à. Bữa tái mày tái mày không coi thử coi cái phải xăm cho sức khỏe thôi mà da mụn này là xăm sức khỏe dạng xăm làm ra viên xăm làm ra viên thấy cô Hồng Hà khán giả nào mà ở bên Mỹ đó mà biết cô Thanh Thế đó thì bây giờ cô Thanh Thế là nhờ uống cái thuốc này nè đó mà anh Liên nó đi muối mà nó đi sinh em mới sinh năm mươi sơ mới sinh sơ mà mẹ uống mẹ khỏe qua nó để tối nay tại vì kiểu như mẹ không ăn uống gì hết đúng rồi nhỏ này có một chút bổ hỗ trợ thấy chưa rồi, không cái này hay thiệt thấy chưa đó thì giờ gửi về cho Liên nha. Ủa Liên đọc số điện thoại Liên số điện thoại của Liên đọc luôn cái chị con này mới kêu đọc số điện thoại nó hoang mang mà nó chấm nó đưa cho tôi mà chấm á 079 679 7965 rồi sẽ tôi sẽ ghi lại nhớ không đó 079 675 phải không 675 cuối ở giữa là gì ở giữa gì 6 9 5 9 6 7 9 7 9 6 5 thôi được rồi để ghi cho nó nghe rồi, rồi. Là thuốc này là hiện nay là Liên cho mẹ mẹ uống mẹ rất là khỏe này. Bởi vì mẹ không ăn gì hết á phải biết lúc này hay rồi, mà một ngày uống mấy viên mấy lúc trước á là em cho uống một ngày tới 3 viên tại em lúc đó là cũng như má mà cũng khỏe em cũng nghĩ thuốc này chỉ để bồi bổ thôi em ngưng cái em không cho uống nữa cái hôm vừa rồi á bệnh nặng quá cái em mới lấy ra em cho uống cái em thấy tỉnh táo cái em uống tiếp nghe thuốc này nè còn như cái này nó xong rồi xong. thấy không đông trùng hạ thảo rồi sao nè. Đúng rồi bữa cái đông trùng hạ thảo để mấy chặn luôn tay cũng chân đẹp phải cái đó là con đi xếp tay anh kinh doanh không đẹp cái này dạng đặc biệt rồi dạng đặc biệt nhỏ này quá cưng ha cưng quá đây là ủa sao ăn cơm lát xong này ăn miếng yến nghe Yến thì khỏe. Ngon lắm luốn. Yến cái da mà nó đẹp, cái mà múa cũng hay. Má đi chợ má mua cho đó, không uống má buồn á nha. Dạ. Cô phải uống yến. Giỏi quá. Dạ. Dạ. Tự nhiên ngủ nãy rồi khóc là buồn hết sức vậy đó. Chị khóc hả? Sáng nào cũng khóc hết đó. Làm gì sao sáng nào cũng khóc, phải cầm tới chén cơm là khóc. Chắc buồn. Tủi lòng. Tủi lòng gì mày làm sao tủi lòng kìa. Kỳ quá là mày cũng nhờ có Liên với cháu đây rồi năn nỉ cô dạ, mới đỡ vậy dạ. Chứ quá làm còn mệt hơn ừ đó. Hôm nay là nhóm tới thăm cô ha thì thấy cái mấy cái rào rào này làm nhà để như vậy á không phải là chật đâu mà sợ cô leo rồi điện đồ này cũng giật ra này nọ thì rất là nguy hiểm nha lúc trước leo lên tới cái bàn đó cái hồi đó cái quạt máy nằm bên mấy dưới
cái rồi leo lên đó giật cái quạt sao á, gãy luôn cái quạt rồi mới là đưa lên trên cao lên trời luôn đó. Em mà cảm chứng vậy sao mà leo được, có mười người hay ghê vậy đó. Em phá quá thế ơi. Rồi cái leo qua đây nè, đóng thêm mới đậu có nhiêu đây thôi. Cái bắt đầu thòng cái đầu xuống dưới đây rồi mới là hai nấc này nữa, rồi làm tháng mấy này là không đi là không leo lên đó. Mốt đừng leo nữa nha. Ráng ăn uống nhiều vô mới leo rồi. Rồi xong là bữa là không có leo nha. Kêu bầu xô móc xô leo cho thấy ca nha. Té đó, té là sao đi hát nữa. Mình phải khỏe, phải ăn uống nhiều vô thì mới là có sức để hát tù. Nói chung mình không ngờ leo nha. Ban ngày thấy yếu đuối vậy lắm, mà nửa đêm mở lại camera thấy leo. Là cái nó hơi lạ. Mà leo rất khỏe. Leo rất bình thường, cứ thọt một biết nha, thọt một chân ra, thọt một đầu ra. À. Mà ai kêu cô leo lên lúc cái tay này chưa không có biết ai được. Kêu có người kêu không, có ai rủ cô đi, có ai rủ cô, ai rủ đi đâu cô leo vậy? Chắc ai rủ mà tôi không biết á. À rất rủ đó. Chắc rủ mà không biết á, không biết gì chứ. Đáng lẽ là cái này là cái đột xuất thôi, là hôm nay là chương trình đi thăm ba người thôi mà nghe qua tự nhiên nhắn thấy bà Liên, tôi nhắn bà Liên cái bà Liên mới qua nói qua chị nhắn sinh nhật, nhắn sinh nhật chúc bà Liên, chúc bà Liên mới nói là mẹ mẹ vậy đó. Hỏi mẹ sao rồi, nói mẹ hôm nay ổn rồi kỳ rồi vừa rồi tưởng đây rồi chụp cái hình sao thấy xấy xuống quá, cái nó thôi đừng nhớ đi thăm cho gần nha. Rồi cũng hơi cái tôi thăm mình đâu có đủ chi phí đâu, có thăm khi réo ở bên nước ngoài bạn chị á thì biết cô thân thế thì có cuộc thăm đột xuất ngày hôm nay là cảm ơn Beauty Clinic DHR rồi DRH Doctor nhà DRH Doctor Quy rồi cô Hạnh Vũ nó mới gửi ít gom lại bạn nó bữa nó gửi tùm với lại bạn bạn Đức cô luôn đồng hành với nhớ bạn Linh Phạm thì biết nữa. Gửi cho cô má Yến nha, má Yến ăn Yến nha, thôi dùng đưa luôn đi khỏi. Dạ nè nhớ cất nè, giữ lấy tiền uống sữa tết lì xì. Cảm ơn con, cảm ơn mấy con. Nãy giờ hát được cái mình bo đó mình tặng hát được chưa? Múa đẹp quá tùy mình bỏ cho tao này con múa hả? Tiền đó tăng tiền đó tăng tiền đó tiền tiền giỏ đó. Nhưng mà sắp cái này phải ăn nha. Nè cô ăn khỏe đi rồi cái sắp cái con tụi con tổ chức xô con mời cô đi hát, nhưng mà cô phải khỏe con nhắm mời. Ok mình đi hát liền. Dạ nghe mình đi hát liền. Dạ nhưng mà mình phải ăn mới khỏe, ăn no rồi mới đi được. Đúng rồi chứ không ăn sao đi, sao đứng lên hát đầu võ được. Rồi ok ok nha. Dạ rồi mai mốt lại thăm nữa nha, thăm thường mai mốt lại thăm nha, thăm thường nhớ lại thăm thường không có khóc, phải ăn, không có sanh buồn sanh nhịn, cười không có cười đúng rồi, không có sanh buồn đó. Vậy đi không cười có leo trèo rồi lại hết nổi rồi chừng cái leo hết nổi khổ thiệt đó. Thôi là có gắn camera đó. Bởi vì lắm ai ở nhà bình thường ai nhà con bé hờ rồi đó. Con bé này thì bữa nay hơi nó đi quay phim mới về, hôm nay nhớ đi thăm vậy ha, để biết tình trạng của cô Thanh Thế. Thì đó Dung có gửi số điện thoại của Liên ở đó với lại thuốc á, khán giả nào mà biết thuốc ở đó bên Mỹ á thì gửi về cho Liên bằng số điện thoại đó nha. Dạ không ăn uống gì thì phải cần có thuốc đó. Không mà thuốc đó hay thiệt, trong thuốc thảo nó không biết thuốc đó là thuốc gì hay nó mau là rồi thôi bây giờ tụi con về nghe. Cảm ơn tụi con rồi, nhiều lắm nha, cảm ơn rất rồi. Nhiều rồi xong rồi cô phải ăn giùm cho con nghe. Yeah. Nè đi là một nhóm đi thăm thì sao cứ bóp chứ nói chuyện người đó, còn mấy người này bỏ chó ăn hả? Đâu có quên chứ không có nhớ mà. Xin lỗi nha. Giờ nhớ ai không? Tôi nhớ một người mà tôi không biết nhớ người nào. Tên gì nói nhớ một người biết nhớ tên không, nói đại coi. Măng máng rồi tên gì này. biết anh Xá Phi Thoàng không? Đúng, biết đó. Trời ơi rất lâu biết anh lâu rồi á. Đi lâu rồi còn mấy người này nhớ măng máng, nhớ tên người nào? Nhớ tên Sáu Thoàn chứ gì nó quên rồi. Đúng rồi Sáu Thoàn. Sáu Thoàn mới nhắc. Sáu Thoàn thì nhà nhắc mình nhắc mày mấy lần rồi. Còn trong đây không biết đứa nào hết luôn. Măng máng à. Măng máng. Nhớ đứa này măng máng không? Bà này còn không nhớ nữa. Măng máng. Măng máng nhớ.